luôn nè. Rui nè. Tức nè. Dữ lắm cá rồi nè. Nè. Nghe thấy cá không? Rơi hồn cá không? Rui cá nè. Quá trời cá luôn. Nè. Dính nẹo con hết trơn rồi nè. Hello, xin chào cả nhà nha. Ngày mới Hưng xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Thì hôm nay Hưng sẽ ra đồng nhân lưới nha cả nhà. Nước lớn đây nè cả nhà. Mùa nước lại về rồi. Cứ mỗi lần mùa nước về là Hưng thích lắm. Tại vì Hưng sống và lớn theo từng con nước mà. Thấy nước lớn lên có nước hay là đồng mình lên nước hay là Hưng phải đứng ngồi không yên nha. Tranh thủ cái thời gian Hưng về quê Hưng đem ra đồ nghề ra đồng nhận lưới bắt cá nha cả nhà. Thì nước về thì cá linh sẽ về nha cả nhà. Đây là lưới của Hưng đây. Hưng sẽ dằn hết cái thau lưới này. Như có 4-5 tay à. Đợt trước nhiều lắm nhưng mà mẹ của Hưng cho hết rồi. Không có ai ở nhà hết trơn á. Mẹ đem đi cho chị đi dần này. Đây là cánh đồng mà cái một năm trước Hưng đã làm cái video giăng lưới ở đây này cả nhà. Bây giờ là mới đây đã 1 năm nữa trôi qua rồi. Bây giờ Hưng sẽ bắt đầu giăng lưới nha cả nhà. Thì mùa nước lũ năm nay lớn hơn mỗi năm nha cả nhà. Mỗi năm nước chỉ dần qua đầu gối tí xíu rồi. Năm nay muốn tới ngực của Hưng luôn rồi. Nước lung lung là muốn tới ngực rồi. Chỗ nào mà sâu là tới ngực của Hưng luôn á. Chỗ nào cạn thì là qua bụng một chút. Đây. Thấy không? Qua bụng một chút. Nhưng mà năm là chỉ dần cao lắm là lưới tới lưng quần. Năm nay nước nó về. Nước nó, con nước năm nay nó lại lớn hơn mỗi năm. Đây cả nhà thấy không? Đây, cứ ra đồng cái là có ăn à. Nói chung là đồ ăn ở dưới quê thì nó rất là rẻ, không có mắc như ở những nơi khác. Nhưng mà được cái là sống thoải mái lắm cả nhà. Chỉ cần về quê cái là ra đồng chút xíu à là kiếm đồ ăn không thiếu cả nhà. Cá mắm gao gác rồi là ở ngoài đồng nhiều lắm, chứ ra đồng một chút xíu à là quá trời đồ ăn luôn. Lưới của người ta dằn sẵn ở đây nè, cái rô sẵn dính quá trời luôn, quá trời cá luôn nè. Rô nè, có linh nè, dữ lắm cá rồi nè. Nè, nghe thấy cá không? Rơi hồn cá không? Rô cá nè, quá trời cá luôn nè, dính nẹo con hết trơn rồi nè. Ôi, nè. Chỉ cần răng ta lưới một tiếng đồng hồ sau cái nhà ra thăm thôi là sẽ có một bữa ăn đầy cá này. Đó thì cá linh kìa. Ôi cá kìa, một đống cá luôn, quá trời cá rồi. Người ta răng nha cả nhà ơi.
Cứ mỗi lần mà nước về là Hưng lại nhớ tới ba của Hưng nè. Tại vì mà nước về á là ba Hưng đem mấy chục cái lưới rồi, dân lần ba 40 tay rồi, là nằm vô khoảng cỡ là mỗi tay là 100 mét, 40 tay là 300 mét. Mỗi lần dân vậy là ủ được mấy khắp mắm luôn á. Giờ Hưng thì phải đi làm ở dưới quê nè, lo cái gì một lần thôi. Ba Hưng thì cũng qua đời rồi, thì bởi vì mắm nhà thì cũng đã qua, ai là ai dân ở đâu mà có mắm. Cứ mỗi lần mà mùa nước về là lúc nào trong nhà cũng đầy mắm hết trơn, cá mắm cá linh cái này cái kia nhiều lắm. Đồng nước mênh mông và ngàn dừa xanh, nhà thấy đẹp không? Thì cái nhà mà có gì mình tới chơi á thì canh cỡ tháng 8, tháng 9, 10 là 3 tháng này là nước nó sẽ về nha, nước lũ sẽ về nha cả nhà. Cửa về miền Tây thì chỉ có về mùa nước thôi nên nó mới vui nhất. Mát quá cả nhà ơi. Giờ cũng 4 giờ chiều, 5 giờ chiều rồi. Ra đồng lội đồng, phóng lòng, phóng sông. Vui lắm. Thì lúc trước thì điên điển ở dưới quê nhiều lắm cả nhà. Do người ta, nói chung là người ta nó chết hay sao ấy. Chứ đợt trước là cái chân chỗ cái điều muốn sư lưng của Hưng nè. Đây chỗ này nè, sau lưng nè là một dạt bông điên điển không à, bây giờ nó chết đâu tiêu chân ra mà mưa nước lên là nó lại có bông. Là bông điên điển là nấu chung với cá linh kho lạc hoặc là lẩu mắm cá linh đó, ăn chung bông điển ngon lắm nha các nhà. Thì cả nhà thấy clip của Hưng á, có dịp thì ghé về miền Tây quê Hưng chơi, Hưng sẽ dẫn cả nhà đi lội sông với Hưng. À, lội ruộng chứ. Lội ruộng bắt cá. Thì có chiếc xuồng nữa nha cả nhà. Nhưng mà chiếc xuồng là gì? Hưng về có một ngày à. Cho nên dân chỉ có một ngày một thôi. Cho nên không có đem chiếc xuồng xuống. Để đem xuồng xuống phải dân luôn nguyên mùa. Mẹ của Hưng thì trong hai đứa cháu nữa, đâu có ai dặn đâu. Hello, chào cả nhà nha. Ngày mới chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Thì hôm qua Hưng có dặn mấy tên lớn nhà, hôm nay Hưng sẽ đi cuốn nhà. Ây da, lạnh quá. Sáng sớm lạnh quá. Nhà thấy không muốn luôn. Không muốn no không cả nhà. Quá trời muốn ngon luôn. Bẻ nó kêu cốc cốc. Nghe tiếng kêu coi có nó đã không? Kêu cốc cốc luôn. Quá trời nó muốn luôn, ngon ngon không? Nếu nó muốn này thì mình hái về mình làm dưa ăn ngon lắm cả nhà. Nó muốn đồng nha cả nhà, nó muốn thiên nhiên nha. Mà cái muốn này khi mình ăn thì mình phải lật cái đọt nó ngay nha cả nhà. Rất trời luôn nè. Để hơn cuốn lưới xong tí nó hơn về về hơn hái. Quýt về để bóp gỏi ăn nha cả nhà. Nhóc cái chân luôn nè, non non không có nhà ơi. Còn muốn non luôn. Quá trời luôn. Muốn non quá trời luôn. Đấy, cá nè. Cá linh, cá sạch. Cái chốt này nha. Cái chốt này.
cái linh kìa. Ồ, dính nhóc hết trơn luôn nha. Cố lưới ra. Nước giờ nước lớn. Sáng nước lớn ngập tới ngực của Hưng luôn. Này còn dính đá không? Ê, người ta lưới luôn nè, dính nè. Ủa, nó dính nè. Quá trời cá luôn nè. Chạy, bắt cá chưa? Cái này về mặn đã luôn. Về cái này là sẽ thấy nấu lẩu ăn ngon lắm đó nha. Này, ô, cá gì đi? Cá cha. Dính cả cá cha nữa nha. Dính cá chốt mà bự dữ gì. Cái cha bự quá, cái cha này đem về tới nhà sống người ta thả xuống ao nuôi cho nó lớn lên rồi thịt nó sẽ tiếp. Cái này nó dính nè, nó lội nè, sống không nổi quá. Cái cha thiên nhiên nha cả nhà ơi. Cá mới ụp nè, cá gì bự lắm. Đó là vườn ổi với vườn mít người ta đang bơm nước ra nha. Đây nhà thờ đây nằm đây chỗ này nè cả nhà. Từ chỗ nhà Hưng mà lại nhà thờ khoảng 5 phút thôi nha cả nhà. Đây. Nhà thấy nhà thờ không? Ngay giữa đây màn hình điện thoại đó cả nhà. Này người ta lấy hình dân được dính nhấp cá cho người ta lấy vậy. Đây được cá này cái gì ta, cá mè dinh hả, cá mè dinh cả nhà. Đó, đó cá mè dinh chào bán, cá mè dinh cá linh, hai con mè dinh một con cá linh. Đây đó rồi, ui gọi ướt điện thoại. Ừ. Bự bành kia luôn. Hết tới lưới rồi nha. Để Hưng tắt điện thoại đây về cái Hưng sẽ quay tiếp lúc mà cảnh gỡ cá cho cả nhà xem nha. Bài máy bay cá lâu kiến, đây cái linh này nha, đây là cái linh nhất là, rồi đây là con cá gì không biết tên luôn, cá trắng gọi nho lẹ, nó chạy luôn rồi, nhắc cá cho nên nha, chắc cũng 2 ký ngoài 3 ký cá. Rồi, năm nay không chỉ dân được nhiêu đây thôi nha, nhận đủ ăn thôi.
rộng rồi, nhập cái ruộng ra. Đây cái linh này. Tối qua không thăm sáng xịt hết. Dân xong phải giặt nha cả nhà, tại vì giặt xong rồi mới xài được nhiều mùa. Giặt cho đỡ tanh, nhiều khi mình không có xài không kỹ cái là chuột ta, mấy con chuột nó sẽ bắt người ta, nó vô xé lưới của mình nha cả nhà. Giặt xong rồi mình phải phơi để bảo quản được dài mùa nữa. Thôi giờ Hưng xin phép kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thì Hưng xin cảm ơn tất cả các nhà đã xem video của Hưng nha. Bye bye. Hưng xin chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye. À, đừng quên hãy đăng ký kênh của Hưng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.